sofa, sofa. Ok, very good. Dấu trọng âm nhấn vào âm tiết thứ mấy đấy nhá con ấy? Ok, very good. Âm tiết thứ nhất đúng không nào? Thế thì các con sẽ đọc cho cô nhé. Nào, sofa. Ok, very good. Hello everyone, welcome back to my video. Xin chào tất cả các bạn mẹ và các con đã quay trở lại với video luyện phát âm chuẩn của cô Hà ngày hôm nay. Và trong video ngày hôm nay thì cô Hà sẽ đồng hành cũng như là giới thiệu với các ba mẹ và các con, chúng ta sẽ cùng luyện tập một âm tiết tiếp theo trong bảng phiên âm quốc tế, đó chính là âm ạ. Ok, các con hãy nhìn lên màn hình cho cô nhé. Thứ nhất, đây là ký hiệu phiên âm của âm ạ, hay còn gọi là âm ơ ngắn ở trong tiếng Anh các con ạ. Ok, các con sẽ viết chữ thường và đặt trong hai dấu gạch chéo cô Hà nhé. Và các con nhớ cho cô, đây là nguyên âm đơn. Ok, nguyên âm đơn và tiếp theo đây là một âm ngắn. Ok, các con có thể ghi nhắc vào trong vở của mình và chuẩn bị cho cô hai bút, một bút màu đỏ, một bút màu xanh để chúng ta phân biệt âm ngày hôm nay chúng ta học nhé các con nhé. Và các ba mẹ đừng quên là hãy đăng ký kênh YouTube Hoàng Hà Dương Thang và đăng ký ở bên dưới link mô tả, điền email để chúng ta sẽ nhận được file PDF miễn phí bài giảng ngày hôm nay nhé. Ok, very good. Thế thì bây giờ các con hãy cùng ghi ra những cái ý chính về đặc điểm của âm này. Thứ nhất, âm ngắn, ok, là một âm tạo ra luồng hơi ngắn, gọn và dứt khoát. Ok, vì sao mà cô Hà thường xuyên giảng âm ngắn cho các con? Vì trong quá trình dạy thì cô nhận thấy rằng là người Việt Nam chúng ta để phát âm âm dài dễ hơn so với âm ngắn. Để mà chúng ta đọc chuẩn cái âm ngắn này thì chúng ta cần phải nghe và luyện tập rất là nhiều lần và có người chỉnh sửa âm cho các con thì các con dễ nhận biết hơn. Ok, thế nên là các con hãy xem lại video thật là nhiều lần nhá. Đặc điểm tiếp theo về khẩu hình miệng của âm này, các con nhớ cho cô, môi và hàm mở nhẹ, phát âm nhanh, dứt khoát, và những âm ngắn thì chúng ta đều đưa âm thanh vào trong họng cho cô nhá. Very good. Once again, please. Very good. Ok. Rồi bây giờ thì các con hãy cùng đi với danh sách các từ chứa âm ơ ngắn cho cô nhé. Very good. Cô Hà có từ đầu tiên rất là quen thuộc, nhưng mà cũng rất là nhiều các bạn học sinh chúng ta hay phát âm nhầm lẫn sang tiếng Việt. Đó là các bạn hay phát âm là banana đúng không? Ok, thế thì sau buổi ngày hôm nay thì các con sẽ không đọc từ này là banana nữa, mà các con hãy nhìn cho cô nhé. Ok, các con có thể thấy là phần nguyên âm thì phần chữ viết để mà phiên âm ra cái âm đó thì hơi phức tạp hơn một chút xíu, nhưng mà không sao cả. Tất cả những bài giảng của Hà sẽ giúp cho các con nhận biết được chữ viết phiên âm ra như thế nào các con nhé. Ok, thế các con sẽ cùng nhìn cho cô chữ A sẽ phiên âm ra là âm ơ ngắn các con nhé. Và đây các con nhìn cho cô nhé, banana. Ok, chúng ta sẽ đọc là banana, không đọc là banana nhé, hoặc là banana nhé. Ở đây các con đọc ngắn thôi, ba ba na. Ok, na. Ok, banana. Ok, thế thì các con có nghe thấy là cô Hà nhấn dấu trọng âm âm tiết thứ mấy không nhỉ? Âm tiết thứ hai đúng không nào? Dấu phẩy ở trên đầu đây thì chúng ta sẽ nhấn trọng âm vào âm tiết thứ hai, tức là chúng ta sẽ đọc cao giọng hơn các con nhé. Ok, once again please, các con cũng đọc lại theo cô nào, banana. Ok, very good. Once again, banana. Ok, very good. Sofa. Ok, sofa. Cái từ này chúng ta hay đọc là gì nhỉ? Sofa đúng không? Vì các con chưa học phiên âm. Ok, có biết vì sao? Vì chúng ta chưa học phiên âm, thế nên là chúng ta nhìn vào chữ viết để đọc. Thậm chí là nhìn vào chữ viết các con còn băn khoăn là không biết là chữ mình đọc đúng hay sai cơ. Ok, thế nên là để mà đọc chuẩn thì chắc chắn là 44 âm IK chúng ta cần phải nắm chắc để chúng ta có thể đọc chuẩn mọi từ trong tiếng Anh nhá. Các con nhìn phiên âm cho cô. Ok, nhìn cho cô chữ A phiên âm thành âm ơ, đúng không các con? Vậy thì chúng ta không đọc là sofa nữa, mà chúng ta sẽ đọc là gì nhỉ? Sofa. Sofa. Ok, very good. Dấu trọng âm nhấn vào âm tiết thứ mấy đấy nhỉ các con ấy? Ok, very good. Âm tiết thứ nhất đúng không nào? Thế thì các con sẽ đọc cho cô nhé. Nào, sofa. Ok, very good. Sofa. Nhìn cái đường tay chỉ tay của cô đi xuống thì các con sẽ đọc thấp giọng xuống cho cô nhé. Sofa. Ok, once again please. Sofa. Ok, very good.
Rất là dễ hiểu đúng không nào các con? Các con chỉ cần là lắng nghe âm thanh và sau đó là đọc lại theo cô Hà nhá. Very good. Ok, một cái từ tiếp theo nữa. Các con hãy nhìn lên màn hình cho cô. Từ này chúng ta hầu hết là đọc là pizza đúng không? Ok, thế thì các con sẽ cùng nghe cô phân tích âm nhá. Những cái âm tiết quan trọng trong cái từ này để chúng ta không nhầm lẫn trong những lần đọc tiếp theo nữa. Peace. Ok, các con nhìn cho cô cái từ đầu tiên âm p, p. Ok, nó là âm bật hơi vào vô thanh. Các con bật mạnh lên nhá. P. Ok, very good. P. Ok, âm y chúng ta kéo dài nhá. P, được chưa? Pete. Ok, very good. S, s. Ok, bây giờ chúng mình sẽ đọc từ này nhanh hơn nào. Peace. Ok, very good. Dấu trọng âm nhấn vào âm tiết đầu tiên. Ok, các con sẽ đọc cao giọng nhá. Và từ s, các con đọc thấp giọng xuống cho cô nhá. Nào, ok. Peace. Peace. Ok, very good. I like peace. Ok, không phải là pizza nữa nhá các con nhá. Very good. Once again. Peace. Very good. Ok, rất là tuyệt vời. Chúng mình cùng chuyển sang từ tiếp theo nhé các con nhé. Silent. Ok. Silent. Ok, very good. Ở trong từ này thì các con lưu ý cho cô nhé. Âm ok, nằm ở âm tiết thứ hai đúng không nào? Các con nhớ đọc cho cô nhé. Nhấn trọng âm âm tiết đầu tiên. Silent. Ok. Âm ch. Ở cuối các con bật hơi lên cho cô nhé. Những âm tiết đi kèm và chúng ta đã học rồi. Thì các con hãy nhớ ứng dụng luôn ở trong bài này nhé. Nào. Silent. Ok, very good. Ok, các con đã thấy chưa nhỉ? Không đọc silent nhá. Ok, thế thì cái âm âm ngắn này chúng rất rất là quan trọng và để giúp cho các con có ngữ điệu trọng âm hay ở trong một từ đấy các con ạ. Và từ trọng âm hay trong một từ để giúp cho chúng ta đọc trọng âm câu hay hơn và chuẩn xác hơn. Rất là quan trọng để giúp cho các con làm những bài tập trọng âm nhá. Thế thì đầu tiên là các con hãy ghi ra bài học ngày hôm nay và xem lại thật là nhiều lần, cũng như là chúng ta bắt chước nói theo cô Hà nhé, từ ngữ điệu trọng âm này, trong từ như thế nào này. Và nếu như các con có thể thì hãy ghi âm giọng của chính các con ra và so sánh giọng với bản gốc để các con sẽ nhìn ra cái điểm khác biệt. Ok, và tốt hơn nữa là cần có cô check âm cho chúng ta để giúp cho các con có thể thay đổi cái phản xạ, cái giọng của người Việt sang giọng của người bản xứ qua cái việc chúng ta luyện tập hàng ngày và đều đặn thường xuyên liên tục nhé các con nhé. Ok, bài học của chúng ta ngày hôm nay đến đây là kết thúc và cô rất là mong nhận được video của tất cả các con. Goodbye and see you next time.